Trong tháng 6 vừa qua, công trình siêu máy bơm do công ty cổ phần tập đoàn công nghiệp Quang Trung làm chủ đầu tư để chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh với lời cam kết cùng với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đó là không hết ngập, không lấy tiền. Và trong chiều qua thì siêu máy bơm thông minh này đã chính thức được vận hành và hiệu quả của nó thể hiện rõ ràng khi chỉ trong 15 phút thì đường Nguyễn Hữu Cảnh đã thực sự hết ngập. Với công suất từ 27.000 cho đến 96.000 mét khối trên giờ, siêu máy bơm này được kỳ vọng là sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng ngập cho rốn ngập của thành phố cũng như là nhiều tuyến đường khác. Đưa vào sử dụng năm 2002, thế nhưng đường Nguyễn Hữu Cảnh lại bị lún từ 0,2 đến 1,2 mét và thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng trong suốt 15 năm qua. Cũng trong chiều qua, khi mưa kết hợp với chiều cường lên cao, đường Nguyễn Hữu Cảnh nhanh chóng rơi vào ngập nước. Chiều sâu đo được ở mức hơn 50 cm. Cũng trong thời điểm này, tập đoàn công nghiệp Quang Trung đã cho vận hành hệ thống máy bơm thông minh lần đầu tiên. Cái của chúng tôi nó là vô cấp, nó từ 27.000 cho đến 96.000 mét khối. Theo ghi nhận, trong khoảng 15 phút, lượng nước trên đường nhanh chóng được hút đổ ra sông Sài Gòn. Và trong 25 phút kể từ khi vận hành, đường Nguyễn Hữu Cảnh hoàn toàn được giải thoát bởi ngập nước. Toàn bộ quá trình được giám sát bởi chủ nhân hệ thống máy bơm và trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố. Trước khi bơm thì cái hiện trạng đường Nguyễn Hữu Cảnh trước khu vực Đờ Ma No đó thì ngập khoảng là 35-40 phân. Mà coi như sau khi mà chúng ta cho khởi động bơm thì 15 phút sau thì hiện nay như các bạn thấy tại thực tế hiện trường thì coi như khu vực Đờ Ma No đã coi như là hết ngập. Thì hy vọng cho nó đừng ngập là được, đặng cho con em mình đi làm, đi về, đặng thông thương. Hệ thống siêu máy bơm này có công suất cao nhất đạt gần 100 mét khối một giờ, cao hơn 30 lần so với máy bơm thông thường. Theo đánh giá từ công ty cổ phần tập đoàn công nghiệp Quang Trung, nếu vận hành hệ thống máy bơm cũ của thành phố phải mất khoảng 15 giờ đồng hồ mới giải quyết được tình trạng trên. Kết quả tốt từ lần vận hành này, đây được xem là hy vọng mới trong công tác giải quyết tình trạng ngập úng đang đi vào ngõ cụt từ nhiều năm nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.